tới lúc mà bồng con em lên thì em mới thốt lên thôi. Em mới nói là bực mình quá, bồng nó đi chỗ khác đi, tại nó mà tôi không có được đi diễn này nọ. Là em muốn quên đi cái thai trong bụng á. Thế thì cái câu chuyện mà mẹ chồng chăm con dâu nghỉ đẻ nằm ổ vì hai cái thế hệ cách xa nhau rất nhiều, cái cách chăm con của mẹ chồng em nó có làm cho em thoải mái hay không? Trước đó là em cũng muốn cái ước nguyện là ở nhà mình ở trên đây để mẹ ruột chăm sóc. Nhà mình thì mình được mở máy lạnh, trong khi đó em ở máy lạnh 24/24. Còn ở nhà mẹ chồng thì mẹ chồng sợ là em bé mới máy lạnh không tốt đó chị, chủ yếu là sợ cháu nội cho nên là không cho em nằm máy lạnh. Thì nó nóng lực, khó chịu lắm. Mẹ em thì nói là mẹ em mất chăm bà ngoại của em nên là không có chăm em được. Còn mẹ chồng em thì rảnh thời gian thì mẹ chồng sẽ chăm được. Và với lại là mẹ chồng em từ đó giờ là cũng rất là giỏi công việc nhà hơn mẹ em. Với lại là lúc đó là cuối năm cho nên là chồng em là cũng đi xô chứ không ở đó với em, cho nên là mình cảm thấy mình bị bơ vơ. Dạ, ngày nào dường như đêm nào em cũng khóc hết. Lúc mà tầm một tháng nữa em sanh đó chị, thì gia đình của em thì mẹ của em tin một cái người bạn, cho nên là bị mất một cái số tiền khá lớn, nên là nhà em phải bán để mua nhà khác nhỏ hơn. Cho nên là lúc đó sanh bé xong thì em cũng muốn là mình phục hồi sức khỏe nhanh để mình làm kiếm tiền để mình còn phụ cho gia đình mình nữa. Nhưng mà trong cái quá trình mà ở một tháng với mẹ chồng á, là mình vừa có cái chuyện buồn của gia đình mình trước đó, mà vừa cộng với cái là mình ở với mẹ chồng mình không được thoải mái, cho nên là hình như là tầm 2 tuần sau khi em sanh á là em bị trầm cảm luôn. Bữa đó là chồng em không có đi xô nên chồng em về, em với con em thì ngủ ở phía trên, xong ảnh trải cái nệm ở dưới ảnh nằm. Thì ảnh nằm tới 5 giờ sáng mở mắt ra thì không thấy em đâu, cái ảnh trải tùm lum mới đi kiếm. Thì ảnh trải lên trên lầu ảnh nằm trên đó, thì em nằm trên đó em nằm im vậy đó, em không có nói gì hết trơn. Em nhắm mắt liền lại, ảnh lại ảnh nói chuyện gì em cũng không trả lời. Xong rồi mẹ chồng em lên nói chuyện với em cũng không trả lời. Không rồi bố chồng em lên nói chuyện cũng không trả lời hết luôn. Tầm tới 11 giờ trưa, cái lúc đó gia đình chồng em mới thấy sợ quá, mới gọi điện thoại cho mẹ em. Thì giờ con bé em ruột của em mới chở mẹ em chạy lên. Thì mẹ em vô nói chuyện với em cũng không trả lời gì hết. Mà từ sáng cho tới gần 12 giờ trưa thì thấy em vậy cho nên là cho bé bú bình. Nhưng mà giờ bé nó khóc thì mẹ chồng em nó khóc quá thì mẹ chồng em mới bồng lên cho bé nó bú mẹ. Nhưng mà trong khi đó mình đang ức chế, mình đang khó chịu, thì tới lúc mà bồng con em lên thì em mới thốt lên thôi. Em mới nói là bực mình quá, bồng nó đi chỗ khác đi, tại nó mà tôi không có được đi diễn này nọ. Dễ hả chị? Em ngủ ở phòng và em lên lầu tầm khoảng lúc mấy giờ em còn nhớ không? Tự nhiên lúc đó 5 giờ cái em mở mắt ra cái em thấy nó cái như là mình không muốn nhìn nó, mà mình muốn đi một cái chỗ khác mà không muốn thấy nó nữa. Thực ra với cái biểu hiện của Nhi á, nó không có phải chỉ đơn thuần là sau sinh em mới bị đâu. Chính bản thân em chưa sẵn sàng với cái vai trò làm mẹ. Và trong suốt cái thai kỳ thực ra em vẫn miệt mài đi em nhận xô, và thậm chí đến cái ngày mà em đi sinh em vẫn còn đi làm. Thực ra bên cạnh cái việc mà em muốn làm á, toàn bộ những cái lịch trình của em lúc đó nó còn nhằm phục vụ cho một mục đích khác nữa. Là em muốn quên đi cái thai trong bụng á. Lan hiểu cái cơ chế này không? Bây giờ chị nói em mới hiểu. Thì chính cái cảm giác được đi làm của em là cái cảm giác mà làm cho em quên đi một cái sự kiện mà em không có muốn đón nhận. Nhưng vì em biết nó là con của mình, và đây là chồng của mình, và cái đám cưới thì nó cũng đã diễn ra rồi. Tất cả những cái sợi dây đó nó ràng buộc lại để em hiểu rằng là mình vẫn phải chấp nhận cái đứa trẻ này. Em không thuận lòng với cái việc là mình làm mẹ, nhưng đến khi em nằm cử thì em không thể đến sân khấu được, em không thể gặp bạn bè, em không thể được làm nghề. Và lúc này là lúc nó mới bộc ra thực sự rằng là em không muốn đón nhận cái đứa bé này. Rất là đúng. Em còn nhớ là cái nó sinh ra xong tầm gần 3 tuần sau là ngay ngày Noel. Thì thường những cái năm trước á, mà Noel nó là em xô nhiều lắm, em chạy từ sáng tới chiều tối luôn á, mà Noel xong á là cất tay nữa cũng xô nhiều. Những cái anh chị mà gọi cho em á là em cứ phải báp qua cho bạn khác,
Mà bây giờ thì cái công nghệ thông tin thời đại 4.0 thì nó phát triển hơn xưa chị. Thì những cái bạn đó đi lại thì sẽ chụp hình. Dạ, đi những cái show mà những năm trước mình đi á, cái post lên Facebook mình cảm thấy mình chế và mình buồn. Và mình nghĩ là ví dụ như năm sau người ta còn kêu mình không? Hay là bạn này đã làm cho người ta rồi là người ta kêu bạn đó thôi. Đúng. Tại vì mình nghĩ là mình làm nghề nhưng mà mình ở một cái mức độ là không có được phải giống như là sao hãng A, sao hãng B mà người ta phải bắt buộc người ta mời mình. Mình bận người ta mời qua người khác được rồi là người ta mời luôn. Người ta không nhớ mình nữa. Thực ra với cái chia sẻ này của Nhi, nó có một điều quan trọng mà có thể là nếu như có dịp chúng ta sẽ nói về điều này rõ hơn. Đó là cái ảnh hưởng của mạng xã hội đối với cái quá trình trầm cảm sau sinh. Thực ra mạng xã hội nó không có tội nợ gì hết, đó là nó chỉ là một công cụ và phương tiện thôi. Nhưng mọi người cứ đặt một câu hỏi là tại sao ngày nay trầm cảm sau sinh nó nhiều như vậy. Bởi vì đơn giản thôi, cái tác động của nó nhiều hơn ngày xưa. Bạn ở nhà là bạn đã bị cuồng chân rồi. Bạn ở nhà chăm một đứa nhỏ là bạn đã thấy bạn lùi lại phía sau một bước. Mà chúng ta đừng quên rằng á, người ta luôn trưng bày trên mạng xã hội những cái điều rất là long lanh, những cái điều rất là tươi đẹp, chứ còn bản chất chưa chắc đã đẹp như vậy. Nhưng các mẹ bỉm sữa ở nhà nhìn vào điều đó, nó thực sự là một cái sự đả kích vô cùng lớn. Nếu như không có được cái quá trình đối thoại với bên trong, với chính mình, chúng ta bị tất cả những cái hào quang đó làm cho mình cảm thấy rất thua thiệt, tự thấy đời mình bi kịch. Em bị đúng trường hợp này á. Rất là cảm ơn chị đã cho một cái bài phân tích rất là rõ ràng và sâu sắc về cái trường hợp của Ruby. Cũng giống như là rất là nhiều những bà mẹ khác gặp phải, nhưng cứ loay hoay không hiểu mình bị cái gì và lý do tại sao mình bị như vậy. Rất là hay ha. Và rồi sau đó em giải tỏa cái năng lượng tiêu cực trong con người của em bằng cách nào? Nhưng mà khi em được trở về nhà của em rồi, mẹ em cho em được thoải mái tại chị em hết. Như vậy thì chị có giải thích được cái việc này không chị? Có phải là do cái môi trường sinh hoạt của mình nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cho cái thần kinh của mình? Đúng rồi em, thực ra là tất cả những gì mà chúng ta đã hình thành cái gọi là cái tính cách và cái tiêu chuẩn cá nhân á, thì để có thể thay đổi điều đó luôn luôn là một điều rất là khó khăn. Ví dụ như giờ tôi ăn cơm là phải có ớt, nhưng mà giờ nếu ăn cơm không có ớt tôi ăn không được, thì đó chỉ là một cái gọi là một cái ví dụ rất nhỏ để mọi người thấy rằng là cái chuyện có ớt với không ớt nó đã làm cho mọi người cấu cẳng rồi. Thế thì liên quan đến cả một cái câu chuyện khác thuộc về chăm sóc bản thân nhiều thứ thì nó sẽ tạo ra thêm nhiều cái vướng mắc. Sẽ có những cái giai đoạn sau này nó cần sự chăm sóc của em. Thực sự em đã giải quyết được vấn đề rằng là ngay trong tâm thức của mình phải hiểu rằng mình đã có một đứa con và cái quan hệ mẹ con phải là một cái quan hệ dành nhiều thời gian để đầu tư cho nó. Tất cả những cái điều đó em đã tự giải quyết xong chưa? Em thì em có cảm giác là mình vẫn chưa có cái kỹ năng làm mẹ tốt cũng như là chăm sóc con mình tốt, và cũng không có thời gian bên con nhiều. Tại vì hiện tại là bé vẫn sống với ông bà nội dưới Đồng Nai, còn hai vợ chồng em ở trên đây đi làm. Rồi nửa tháng hoặc là 3 tuần thì hai vợ chồng về thăm con được ngày chẳng hạn, nên là bé không có được gần gũi bố mẹ. Nhưng mà những cái khoảng thời gian mà bé lên đây để bé đi bơi thủy liệu thì em vẫn thấy là bé vẫn có cái mối dây liên kết với em. Khi mà em thấy em gần con em thì em thấy là nó cũng thương em, nó cũng ôm em lắm, chứ nó không có hề lạ. Lúc đó em mới cảm thấy là mình có lỗi với con. Thực ra con sẽ ôm em thôi, bởi vì đơn giản cái quan hệ mẹ con đó là một cái quan hệ chặt chẽ về mặt huyết thống mà. Nhưng nó sẽ có một cái hành trình mà chị hy vọng rằng là Ruby sẽ phải chuẩn bị tâm lý từ bây giờ. Đó là con càng ngày càng lớn và những cái chuẩn mực về thói quen, về nề nếp con đang được hình thành bởi bà nội, nó sẽ có những cái xung đột về quan điểm giữa em và bà. Hoặc mình phải thật sự hóa giải được với mẹ chồng và đồng thuận với bà về cái cách mà mình cả hai đang cùng chăm sóc một đứa bé. Còn hai thì em sẽ phải nhanh chóng để cài được cho mình một cái tâm thế thực sự là mình đã là mẹ của một đứa trẻ. Đó là một cái thử thách trong tương lai dành cho em và cả chồng em nữa, bởi vì câu chuyện này một mình em làm không có được, thì cả hai người phải rất là hết sức hết lòng để làm điều này. Khó đó em. Chị nghĩ là cái việc đầu tiên là em phải thay đổi về cái bản thân của mình rất là nhiều. Mà cái thay đổi đó nó như thế nào thì nó còn tùy thuộc vào từng cái giai đoạn phát triển của con em. Cam go lắm đó. Em với chồng em thì có dự định là nếu mà bé được 1 tuổi khoảng 2 tháng nữa thì sẽ cho bé lên đây để gửi bé đi nhà trẻ, rồi chiều hai vợ chồng rút về để có thời gian với bé hơn. Nhưng mà cũng không được nữa chị, ông bà nội bé cưng quá, ông bà nội mới nói là 3 tuổi mới cho đem lên đi học. Còn nếu mà đem lên bây giờ mà hai vợ chồng bay gửi nó vô nhà trẻ mà để chiều đón thì hai vợ chồng tao không chịu, để bé dưới đây luôn. Và cả câu chuyện ông bà cũng muốn thể hiện vai trò của mình chứ không phải là không. Nhưng mà đừng quên rằng là đến 3 tuổi con em sẽ có hàng loạt những cái thói quen mới. Em chấp nhận được không? Chị hy vọng rằng là một thời gian sắp tới khi mà gặp lại em thì em
sẽ tâm sự với chị hoặc là chị Tô Nha với một cái tâm thế nó thoải mái hơn, em đã có thể giải phóng được tất cả những cái gì ở bên trong của em mà nó đã chất chứa, cũng như là em có thể khoe với hai chị về cái hành trình chăm con của em. Em học được rất nhiều và em chăm con được rất là tốt. Hy vọng là như vậy. Bây giờ thì tới cái tiết mục Mẹ Bỉm Nhắn Gửi. Em có thể gửi những cái tâm tư, những cái tình cảm hoặc những lời cảm ơn, những lời xin lỗi với những cái người mà em cần nói những điều đó. Thông qua chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa thì em cũng muốn gửi lời đến con trai của em. Nếu như sau này bé có xem chương trình thì em hy vọng rằng bé sẽ thương và hiểu cho công việc của em. Bé sẽ không có giận em vì em đã có lúc muốn từ bỏ bé. Và mẹ hy vọng rằng sau này mẹ sẽ làm một người mẹ tốt hơn để cho con hãnh diện về mẹ.